Vì Thanh Vân lộ bụng to khi mặc váy bó. Nữ diễn viên chưa lấy lại vóc dáng sau sinh nhưng vẫn tự tin quậy tưng bừng trên sóng truyền hình. Vì Thanh Vân trở lại với khán giả sau 7 tháng ở ẩn để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô bị lộ vòng bụng còn khá to vì tăng cân nhiều trong thời gian mang thai con trai Tấn Đức. Bộ cánh bó sát đến khiên tuyến lấp lánh càng khiến khán giả chú ý vào vòng 2 của nữ hoàng giao kéo. Vì Thanh Vân chia sẻ rằng, thời gian qua, cô nỗ lực giảm được hàng chục ký nhưng vẫn chưa lấy lại được hình thể thon thả như thời con gái. Vì Thanh Vân nhép ca khúc Hãy Nói Với Em của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu show Kỳ Phùng Địch Thủ. Cô diễn hài hước ra dáng một cô nàng đáo để, hành hạ bạn trai Vân Sơn tơi tả. Diễn viên hài BB Trần tung hứng cùng Vì Thanh Vân trong ca khúc Bốn Chị Lắm. Anh nhăn nhó vì bị người đẹp với cân nặng đáng kể nhảy lên lòng ngồi và thản nhiên âu yếm mình. Vì Thanh Vân tuyên bố thẳng, sở trường của cô là làm lố chọc cười khán giả. Nữ diễn viên còn nhuộm da đen như người châu Phi, diễn lại thích bạn phù thủy lắm chiêu của nghệ sĩ Thành Lộc. Cô từng bị ném đá với ca khúc Da Nâu nhưng vẫn thể hiện lại bài hát này theo phong cách xỉu cợt của Thành Lộc. Ngọc Trinh thích thú với những màn buông xỏa hết mình của các khách mời trong tập 11 Kỳ Phùng Địch Thủ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!